Vâng và, và xin chào mừng quý vị và các bạn khán giả chúng ta quay trở lại với sân bóng đá Thanh Thải trong buổi chiều ngày hôm nay để cùng đón theo dõi trận đấu giao hữu giữa hai đội bóng đó là Trần Việt FC và các đội bóng đội Kỳ FC. Các đội còn lại gồm có Ngọc Minh Mao số 12, Trung Thịnh Mao số 2, số 3 Lê Diện, số 4 Tú Bánh Canh, số 6 đội trưởng Đăng Tường, số 7 Minh Quân, số 9 Ivini, số 10 Trần Việt, 11 Việt Mỹ Sao, 14 Hiếu Container, 17 Tấn Kha, 18 là 8 gà Số 19 là Nô Phước Cọc Cùng với nhiều sự kịch tính cho cuộc đối đầu ngày hôm nay Vào thời điểm lúc này thì Đà là cơ hội lên bóng đồ phá Và mang đến từ đường dứt điểm cho các đầu bên phía đội bóng vẫn đang là quyền kiểm soát bóng dành cho bên phía bóng chân vinh cơ hội được mở ra cho văn khánh và các đồng đội đồ của mình tấn công biên phải rất chóng chạy cơ hội đột phá và thoát xuống đưa bóng vào khu vực trung lộ dứt điểm đến đâu vẫn là số hai mươi và khá xuất xác. nỗ lực dứt điểm đã được tạo ra cho cờ vừa rồi mà bên phía các thủ trận viên fc đã có được văn khánh là người đã nhận được đường truyền của đồng đội và ngay lập tức mang đến được cơ hội dứt điểm về phía các bộ đối phương tại dường đội chuẩn xác trong cuộc dứt điểm vừa rồi thì vẫn cơ hội dành cho bên phía kỳ thiên fc tommy pha không có lỗi việt vị trong tình huống này tommy pha tốc độ lên bóng rất nhanh căng ngang dưới điểm không vào qua đã tin cho cơ hội vừa rồi mà bên phía các thủ kỳ thiên fc đã có đừng họ đang cố gắng kiểm soát bóng nhiều hơn và mang đến nhiều phương án tấn công tích cực hơn Tục Black phát động tấn công rất nhanh chóng lên phía trên cho vị trí của Tommy Pha Bên trong đang là khoảng không gian chống chạy vẫn là một quả càng ngang có ý đồ của Tommy Pha tình huống nguy hiểm cho vào bóng tranh chấp cơ hội nguy hiểm cũng đã được tạo ra khá nhiều và đặc biệt là dành cho bên phía đội bóng áo vàng kỳ thi FC để nhưng họ vẫn chưa thể tận dụng tốt được những tình huống nguy hiểm đó để mang đến được cơ hội lập công và ghi bàn hàng phòng ngự của ông Trần Việt vẫn đang phải lùi khá sau hình, cũng như là bố trí nhân trường phòng ngự chắc chắn kín cả trọng tài xác định là không có lỗi vị, vị của bầu trần việt và đây là tốc độ cho cầu thủ số mười dứt điểm ngày thế nhưng đó là một cú ra chân quá hình quá nhà trong tình huống đối mặt của trần vinh tối kha đã có được một vài cơ hội lên bóng kháng sắc nét cho bên phía bóng trần vinh fc thế nhưng đây là một tốc độ tốt cơ của huy tận dụng thành công cơ hội cho mình để có thể ghi bàn ở trong trận đấu ngày ngay hôm nay chúng ta sẽ cùng xem lại pha bóng vừa rồi một tốc độ quá chất lượng của người số 10 để loại bỏ bộ đội trung vệ bên phía đội bóng trần vịnh fc tốc độ quá nhanh cơ hội kiểm soát bóng quay trở lại cho các đầu bên phía đội bóng xanh đây là tấn kha cơ hội đưa bóng vào khu vực trung lộ quá trống cho evd sự cố gắng cho pha qua bóng qua người của EVD tốc độ tốt của tấn ca cơ hội dành cho bên phía đội bóng chân bình mc toát xuống trước nhanh hơi khó để có thể đưa bóng xâm nhập vào bên trong vòng cấm đẹp cơ hội tủ bánh cân cơ hội dứt điểm quá nguy hiểm rồi một tình huống tấn công chất lượng đã được bên phía các thủ trong mc mở ra trong pha bóng vừa rồi bây giờ sẽ là một quả đá phân cho cái đầu bên phía đội bóng chân việt một cái lì là vẫn còn khá xa về phía cung thành của thủ môn bình hắc sẽ là một quả treo bóng cõi đồ cho tommy pha đã đâu tổ bên cạnh phật bóng dài vượt tuyến lên phía trên cơ hội tranh chấp rất khỏe đến từ cầu thủ ma số 12 sau đó là cú dứt điểm quá hiền bình hắc phía trên thì hương ngọc mẫn đang cố gắng xin bóng vẫn là những tình huống phát động tấn công sang ngăn làng cánh trái cho các đội bình phía đội bóng trần vinh nỗ lực đột phá của tấn công không có lỗi trong vào bóng vừa rồi khi mà tí còi trọng tài chưa vang lên thế giờ vẫn chưa thành công cho pha tấn công của đội bóng xanh vào thời điểm này bây giờ sẽ là tommy pha chào khách tốc độ của anh huy SH. rất nhanh huy SH vượt qua rồi và có được một tình huống truy cản rất quyết liệt và trọng tài đã cắt còi tiếng còi trọng tài đã vang lên chỉ thẳng tay vào chấm penalty tommy pha đang là cầu thủ đứng trước quả 11 mét và số 11 đã thực hiện thành công cho vàng đá đã penalty vừa rồi Họ toàn đánh lừa được hữu phán đoán của bình hắc hai không là tỷ số vào thời điểm lúc này dành cho cái đầu binh phía đội bóng kế tiếp fc câu hỏi phất bóng dài dành cho Eviny. trung lộ đang chống chạy áp lực được tạo ra rất khó chịu của sơn hai Minh, qua người rất khéo rồi đối mặt dứt điểm cao bóng cơ hội đã đến dành cho cầu thủ số 77 bên phía đội bóng kế tích fc đó là sơn Hậu Minh. chúng ta cùng xem lại pha xử lý lắc lẽo vừa rồi loại bỏ đến hai trúc về bên phía đội bóng trở về fc Minh quân rất kéo léo cho những pha xoay sở và hoạt bóng thế nhưng tình huống chuyền bóng sau đó lại đưa đến vị trí của sơn hồng bình Bây giờ đang là 4 đánh 2 Hơi chậm mất rồi Huy Anh Tốc độ đột phá nhận cho cho tiền đạo mà số 10 Huy Anh lấy Lê Diễn đã cố gắng để can thiệp 8 gà cũng đã có bằng Cô dứt điểm sau đó Có thể giúp cho người đồng số 10 Mà về được bảo đảm tiếp theo Và đó là cú đúp của tiền đạo mà số 10 Huy Anh Người đã xuất hiện trên mạng của chúng ta vào thời điểm lúc này Và bây giờ chúng ta sẽ cùng xem lại Và xử lý khéo léo vừa rồi xuất phát từ một tình huống để mất bóng ở khu vực dưới sân sơ gầu đã nỗ lực của hải dương để có được một đường truyền dọc biên thế nhưng chưa thành công hệ thống phòng ngự bên phía cao thủ áo vàng vẫn đang thi đấu rất chắc chắn bây giờ sẽ là Sonamin. câu cơ hội của số 77 bảy khe tốc độ của huy Đắc. lần này thì thủ môn bình Hằng đã bắt bài tố cưng có khoảng trống dành cho nghĩa can xuống sân cô vẫn còn đó dứt điểm cơ vào cơ hội dành cho bên phía đội bóng kỳ tích nỗ lực xoay sở của vũ quỷ vẫn đã là số 85 sau đó là đường truyền dành cho son heung min chặt chấp rất quyết liệt tình huống tiếp theo không có lời biệt vị của vũ quỷ cao bông bóng son min vũ quỷ vẫn đã là tốc độ của vũ quỷ vũ quỷ đồ phá lê diện đang cố gắng để theo cam vũ quỷ cao bông đáng tường Cơ hội dành cho Tô Bình Canh Chào khai ơn Tô Bình Canh đã thoát xuống rồi Bây giờ sẽ là và tấn công chất lượng cho bên phía đội bóng Trần Vinh Nguy hiểm vẫn còn đó. Vẫn đang là áp lực mà bên phía các thủ Trần Vinh FC tạo ra Phía trên thì các tiền đạo đã chờ sẵn và chuẩn bị sẵn rồi Văn vâng Khánh Những nỗ lực vẫn đang được các thủ bên phía đội bóng Trần việc Cố gắng mang đến ở trận đấu giao ngày hôm nay và đầu phá rất khỏe của người có bóng cơ hội cho phòng Omachi vào. đó là điều mà các đồng bên phía đội bóng trong VFC đã chờ đợi từ đầu trận đấu cho đến thời điểm lúc này và cuối cùng thì Phong Omachi đã có thể tạo ra được dấu ấn cho mình một cú xoay người dứt điểm rất chất lượng và bóng bằng đập nhà rất hay tốc độ của Văn khánh càng ngang Nguyễn vẫn còn, vẫn là Văn Khánh sự quyết tâm và nỗ lực cho cầu thủ số 2 bầu trọng việc ở ngay phía sau Văn Khánh cố gắng đột phá qua người tuyển ai giữ điểm đi dứt điểm đi đáng tường đáng tường mở bóng sang biên cơ hội vẫn là sự khó khăn cho các tình huống nhập thành tổ bán cân tổ bàn cân cao vào nỗ lực đột phá dành cho cầu thủ số 4 và phối hợp cùng với Văn Khánh thế nhưng quả trả bóng lại thì hơi mạnh một chút Mặc dù vậy thì uh, Tô Bích Anh vẫn có thể không chế được bóng Đặng tướng chân trái cao vào Cú dứt điểm đầy khó chịu của người đội trưởng bóng bậc bên phía đồng bầu trường VFC đó là Đặng tướng. Một pha bóng mà uh, bóng đã ứng khả Liếm cơm trong khung thần hơi trong nỗ lực cản phá của thủ môn Tuấn Black Việc mình sau. Quả tạc bóng vào bên trong Cơ hội vẫn đang là số 22 Văn Khánh quả người rất kéo cười, rất hay thế nhưng vẫn còn vẫn đang là lỗ lực dành số bên phía đội bóng cho VFC sẽ làm gì trong tình huống bóng này đây tuyển ai dứt không thể dứt điểm rất nỗ lực phạm ngô Chi sự cố gắng với thể hình tốt của các bạn số 82 tô bánh canh mở bóng dành cho văn khánh lỗi vị vị tiếp theo của số 22 chất lượng và đẹp mắt đến từ các đội bình việt bóng trong FC và tôi. bây giờ sẽ là cơ hỏi cho sonomen quyết định xuống sân đó là một sự bất ngờ chất lượng mà sonomen đã tạo ra cho cũng có đối phương một cú dứt điểm quá khó bóng đi rất xoáy và hãy cùng xem lại pha bóng vừa rồi của sonomen một pha bóng mà bình hằng cũng đã cố gắng để Cắt bình ba bàn đã được tái thiết lập cho các đội bình đội bóng kỳ thiết FC Bây giờ sẽ là cơ hội cho ông bầu trần Việt có thể diễn điểm ngay Cao vào Chỉ có thể Từ mình hôm đầu tiếc đối mà thôi Khi mà cơ vừa rồi lại không được ngon bầu Của đội bóng trần Việt FC tận dụng thành công Vâng và như vậy thì đúng lúc này tiếng còi của trọng tài cũng đã chính thức vang lên và khép lại cuộc đối đầu giỡn hai đội bóng Trần Vỹ FC và Kitting FC